Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được mời em Phạm Hoàng Mẫn, thủ khoa đầu tiên của Đại học Tân Tạo và là hoa trà nguyên năm 2011, sẽ lên sân khấu để chia sẻ cảm xúc của những bông hoa trà nguyên với buổi lễ hôm nay. Dạ, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Em tên Phạm Hoàng Mẫn, là tân sinh viên của Đại học Tân Tạo. Em thật vinh dự và tự hào khi được thay mặt cho các bạn học sinh trong trường để phát biểu cảm tưởng và suy nghĩ của mình trong buổi lễ khai giảng trọng thể ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý và các bạn học sinh thân mến, Đại học Tân Tạo ra đời là một điều hết sức cần thiết, cấp bách và bổ ích, giúp cho học sinh chúng em giải quyết được vấn đề trăn trở bấy lâu nay, mà đó còn là thể hiện tính nhân văn sâu sắc của một ngôi trường phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Mang bên mình lòng háo hức của một tân sinh viên cùng niềm tin mãnh liệt vào ngôi trường này, chúng em tin rằng Đại học Tân Tạo sẽ là điểm tựa vững chắc cho học sinh chúng em biến những hoài bão và ước mơ của mình thành hiện thực. Chúng em thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước thanh bình, được sống trong thời kỳ hội nhập với thế giới, được học tập trong một môi trường mang đẳng cấp quốc tế, được cha mẹ chăm lo dạy dỗ, được quý thầy cô tận tình chỉ bảo và có nhiều phương tiện trợ giúp cho việc dạy và học. Nhận thức được điều đó, chúng em, những học sinh đầu tiên của trường Đại học Tân Tạo, hiểu rằng bản thân mình phải gạt bỏ đi những suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi, những trò chơi vô bổ để tập trung cho việc tự học, tự rèn, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu hết mình để góp phần xây dựng quê hương đất nước, làm nên những trang sử vàng cho ngôi trường thân yêu này. Để có được ngày hôm nay và những ngày kế tiếp, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bà Đặng Thị Hoàng Yến, là người sáng lập ra Đại học Tân Tạo, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường đại học. Xin cảm ơn Ban Giám đốc cùng các công nhân viên của Tập đoàn Tân Tạo, Ban Giám hiệu và quý thầy cô giáo của trường. Xin cảm ơn quý vị đại biểu và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Em xin kính chúc quý vị đại biểu và các bạn thật nhiều sức khỏe. Kính chúc trường Đại học Tân Tạo của chúng ta năm học mới nhiều thành công mới. Xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn bạn Phạm Hoàng Mẫn. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một phần trình diễn của các bạn sinh viên trường Đại học Tân Tạo, ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức, bài hát Hát với hoa trà nguyên. Đây cũng là một phần quà dành cho tất cả những bông hoa trà nguyên được các bạn sinh viên trường Đại học Tân Tạo gửi gắm đến.